Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến chị Liêu Hà Trinh, đến các anh, các chị, các bạn. Các anh, các chị, các bạn. Nói cậu đấy, Nhậm ơi. Các anh, các chị. Có hai bên đó là chị đó. Nhìn vào đây này, nhìn vào đây. Các anh, các chị, các bạn nè. Các anh, các chị nằm trong bên này. Anh Tú ơi. Là chị đó. What? Thôi thôi đừng có nghĩ sâu xa, ý là đó chị dâu tương lai chẳng hạn. Nhưng mà chào các anh, các chị, các bạn nhưng không chào em. Đấy, chào các cả các em, các bạn. Ờ thiếu em, thiếu em. Gia đình khó tính quá. Thiếu nha. Chưa chào các chú nữa. Đây, chú bên cạnh kìa. Đây, đây. Đấy, chào chú. Chào thì kìa. Các cháu rồi. Nguyễn Minh Tú ơi, mọi người ở đây đều có một thế mạnh. Ví dụ như Tài Ngân là có thể giấu thức ăn vô hạn trong học bàn. Còn riêng Minh Tú thì mình tỏa sáng. Em xin có ý kiến ạ. Mỗi một bộ sưu tập mà khi mà ấy là cuối cùng là sẽ có một nhà thiết kế đi ra. Mà thường nhà thiết kế sẽ thấp hơn rất là nhiều so với những người mẫu. Em thấy rất là hợp. Rất là hợp với anh Ngân. Thái Ngân lên luôn, em là nhà thiết kế cuối cùng. Nhà bây giờ thiết mình lùi kế lại 3 bước. Phạm Đình Thái Ngân. Đỡ bác lên. Bây giờ nha, cô hô làm ơn ép mình. Các bạn đến đây vì ai? Dĩ nhiên là vì em rồi. Anh à bình tĩnh chắc đi. Chắc chắn là vì em. Ủa số 9 này còn ghế mà ta. Em ổn không Ngân? Hôm nay thấy em hơi kích động thôi nha. Đang bị hoang tưởng á. Đây là một tràng pháo tay cả lớp dành cho em. Không biết là khi mà các anh đọc lên cái từ khóa 20cm thì cái ý nghĩ trong đầu của các anh là gì ạ? Thôi em đừng. Đừng. Trong đầu em ý nghĩa đầu tiên em chiều dài ạ. Anh nghĩ chán của Thị. Đó chính là độ dài chán của Vũ Thịnh. Hoặc độ dài chân của anh Ngân. Ồ hay. Nhậm. Đó anh thấy không, không phải mỗi em. Có một sự thật là trời ơi, chị chính đó kìa, chị chính. Em nghĩ là rồi, mình cho bạn giải thích đi mà. Sao á? Dạ. Thì thiệt ra cái 20cm này đó chính là cái chiều cao lý tưởng giữa hai người yêu nhau ạ. Có nghĩa là khoan, bây giờ nếu mà em với chị đứng lên thì chị với là bằng nhau đúng không? Dạ. Còn nếu mà em muốn một cái người là cao hơn mình 20cm. Dạ. Anh Ngân. Em 1m bao nhiêu? Dạ em 1m6 ạ. Vậy là bạn đó phải 1m8. Sao mình tự nhiên mình thấy mình muốn đứng dậy quá vậy ta? Oh no. Đi ha, đi thử không? Em cao, em... Tại sao tôi luôn gặp những cái trường hợp nó chéo ngoe như vậy? Anh Ngân ơi, em đồng cảm với anh đấy. Và đặc biệt là khi mà người con trai nhìn người con gái ở cái góc độ từ trên xuống mà tầm 20cm á, là người con gái thế nào cũng sẽ xinh xắn và đáng yêu hơn. Đúng rồi, giống như mình nhìn xuống giống như con hamster mắt to vậy. Dạ, đúng mà mình bằng nhau ấy, mình thấy nọng đúng không? Yeah. Em công nhận cái cảm giác đấy giống như cảm giác lúc em nhìn anh Ngân á. Tao biết ngay mà. Thịnh à, định chiến lâu rồi, em có muốn nói gì được cái trán của em không? À không, em nói thật lòng mình mà. Ừ, cảm giác anh ấy đáng yêu lắm mà đấy. Em có biết là cái vị trí của anh khi nhìn lên là anh thấy gì không? Thấy gì ạ? Thấy nọng đúng không? Thấy cái chiếc trán của em á. Ghê luôn. Bây giờ em có che tóc anh vẫn thấy được. Ôi, quay trở lại với từ khóa này. Và cái món ưa thích nhất của em là bánh tráng. Em có thể ăn tất cả các loại bánh tráng, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, bánh tráng bơ. Nói chung là em ăn hàng ngày luôn, không ngán luôn chị ạ. Điều bất ngờ hơn là những món đó là ngày nào cũng có trong học bàn của Phạm Đình Thái Ngân. Có thể là em lấy cái này để ám chỉ những cái món ăn vặt mà Thái Ngân hay cất ở trong học bàn, phải không? Dạ. Đấy, có thể nha. Em xin phép mời anh Ngân, muốn mời anh làm trọng tài chung với em ạ. Hên cho các chú là tôi đi ra rồi đó. Chỉ là anh em thôi nha anh Ngân. Anh có biết vì sao mà anh phải làm trọng tài không? Sao vậy? Vì không thỏa mãn tiêu chí 20cm. Đúng vậy. 20 xong rồi nè, đúng không? Thôi đừng có buồn. Ê, nó nói có lý ta. Hay đúng không? Ê, nó nói có lý. Có lý không? Gì đây? Ôi nhưng mà bài này là bài em thích nhất của anh. Cắt đầu môi à anh Ngân? Cắt đầu môi à? Bố mày cắt đầu có môi. Có một sự thật là anh Ngân ngày xưa rất mập, đúng không? Đôi ta rồi, phố quên những chiều đón. Đây là cái phong cách điệp vụ của tôi đó. Ngày xưa em nghiện bài này lắm á. Cái này mới vô nghề. Lúc này tôi đang đi tuần tra. Xưa sao mập vậy? Lúc này tôi đang đi tuần tra đó mà. Đúng tiền là kỳ cục đó hả? Như anh với em. Ái chà, ái chà. Ây chà, cái nét kìa, cái nét kìa. Vô hẹn mùa yêu ở cuối. Thì ra nó là thằng giả dạng. Bởi vì đó mà nè. Trường hai ngã người thương thành là. Ây da. Ôi,
Showman. Đúng là rapper. Em không là nàng thơ, anh cũng không phải là nhạc sĩ mộng mơ. Thế cuối cùng là gì? Là trái mơ đó. Mời, là trái mơ. Quá hợp với không khí này, làm cho mình có cảm giác thương cho người ở dưới. Cần một ai đó đến bên tôi lúc ấy. Em ổn không, Thái Nhân? Em không biết tại sao luôn, lúc nào em cũng khác mọi người, em không có hòa nhập được hết. Anh Ngân lên đây đi. Anh Ngân, em có thù với stylist hả? Sao anh Ngân, em biết rồi. Mọi người vậy? Em tức á, đi xuống. Trong một cuộc hôn nhân như này thì cần có một ba của cô dâu. Không, tán ra. Đây là đi xuống. Đây là cha xứ, cha xứ. Tán ra, đi xuống. Đi xuống hết. Công nhận, cái nét mạnh mẽ các em toát ra im y như là bảo vệ của khu này vậy đó. Em làm ba cô dâu. À hả? Đây được á. Trông giống rất là giống chú rể của cô dâu luôn. Còn anh Ngân như kiểu là MC đám cưới. Trong năm mới có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Nè, tất cả, nếu mà nói về làm thơ, anh sau đây xin tặng cho em một bài thơ đó hả? Ngành đầy mặc áo caro, liệu em có muốn? Điên rồ cùng anh. Nếu anh có, nếu em có muốn cầm đồ cùng anh, liệu em có muốn chạy xô cùng anh? Cái gì vậy? ý là tính nói cái câu liệu em có muốn làm bồ anh không, nhưng mà thấy nó được. Đơn giản quá ha. Thôi con chị thà vậy đi. Dạ thà vậy đi. Ừ, liệu em có muốn làm bồ anh không? Không, 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 không em. Oh no. Ủa vậy còn mình em á? Em chưa trả lời luôn. Sao vậy Ngân? Phải kiên nhẫn em chứ anh. Em đang đo chiều cao của em với anh đó. Yeah. Ngân ơi, em về chỗ đi. Nếu chị là em, chị đã về chỗ cách đây 8 năm rồi. Không sao anh ạ. Không sao ạ. Nhưng mà em nói thật là không khác nào bọn em 5 người đầu là giống kiểu là 5 anh bê cháp. Còn hai người sau là giống hai ông thông gia này. Anh Ngân là đúng kiểu là kiểu đi dự đám cưới, kiểu là kiểu cứ tiên chạy lên ấy. Kiểu là đám cưới ở đâu em thấy cũng có một ông mà không biết là ai mới đến, nhưng cứ chạy lên phát biểu đấy. Xí hát một bài à? Sau đây xí hát một bài. Thế bây giờ anh nhớ ra câu thơ anh phải làm là thơ. Rồi mời em cơ hội cuối cùng. Anh đây mặc áo caro, liệu em có muốn lấy bộ đồ anh không? Mọi người tay đâu ạ? À? 1, 2, 3. Bạn mang sớm quần áo mà. Ủa, người ta sắp quần áo là người ta bán đồ chứ người ta mua đồ đâu mà. Hôm nay anh mặc áo caro, nhìn anh là muốn cười vô mặt liền. Yeah. Hay. Nè, em biết anh là ai không? Em thích trà nguyên chất 50% đường có trân châu nha nhai. À, không có sữa? Dạ không ạ, à, sữa mập lắm. Anh ơi, nhưng mà uống sữa thì mới cao được. Yeah. Phạm Đình Thái Ngân á, cũng có nhiều lần ở trên trường quay rất là vui với mọi người, nhưng mà đêm về tập 1, 2 gì đêm lại post một cái status buồn đó. Vậy mình lý giải cái hiện tượng là rất hưng phấn và tuột mút. Em nghĩ đấy là trạng thái gọi là rối loạn lưỡng cực, đúng không? Em ơi, cái trò này dễ với anh Ngân quá. Anh Ngân chỉ cần ngoáy một cái là còn nó lên rồi, tại vì cái đoạn yếu mỗi tí kìa. Thấy không, nhìn thấy không, Thái Ngân rất bình tĩnh. Minh Thảo không có động tĩnh gì, Lục Huy chỉ ngồi mỉm cười thôi. Tại sao vậy? Em biết lý do. Em biết lý do của anh Ngân ạ. Tại sao ạ? Em nghĩ là ai cũng biết đó. Anh Ngân mà lên là hơi kỳ á. Nó lại nhấp nhô ấy chị. Không phải, tại vì bạn kiểu mình bị chết lặng á. Xinh quá. Ý là gặp có mấy lần nhưng mà hôm nay rất là xinh hơn bình thường rất là nhiều. Cảm ơn anh. Còn một lý do khác là chắc là vì bạn ý khá cao. Cao quá. Thôi đi. Đừng chắc mũi nữa. Anh Ngân thử lên, đứng thử, đến thử xem mà đẹp đôi. Thôi hôm nay anh Ngân đang đẹp mọi người. Thôi thử thôi. Hôm nay em thấy là anh Ngân để tóc cao lên đấy. Để ăn gian được chắc tầm 5 phân đấy. Đúng rồi. Ơ đừng đùa. Em đứng thẳng lên đi. Ê cũng... Ê cũng không có vừa em ơi. Em thấy anh hơi buồn. Bạn trai của em là một người trưởng thành và em thích con trai cao. Ôi trời em ơi. Thấy anh
Ôi, buồn anh nè. Nước mắt anh rơi đã quá nhiều. Thôi mấy đứa đi anh ổn mà. Sao không? Dạ. Em có thấy cô lao công ở đâu không? Tại vì có tim vỡ nhiều ngoài đó quá. Quét vào. Chắc phải dọn đây ạ. Chắc phải dọn. Chắc phải dọn nhiều ấy ạ. Nhân cơ hội hôm nay em bốc phốt đánh được không ạ? Được được được. Mới đầu tiên bốc phốt có kỳ không ạ? Không không. Mọi người rất ủng hộ. Mọi người biết sao, anh Ngân hôm quay xong á, anh hứa với mọi người trong ekip là chắc chắn sẽ có một buổi ăn các thứ á. Mà em đợi chắc cũng chuẩn bị ra MV tiếp theo rồi mà vẫn chưa thấy có buổi ăn nào hết trơn. Ngân có một cái lời chia sẻ gì với bạn được giải thích không? Bào chữa đi anh. Bào chữa đi. Khi nào anh mới trả nợ? Bây giờ em nói anh mới nhớ. Sai quá, sai quá. Thật sự thì ok, tôi là đồ tồi. Và ok, anh sẽ anh sẽ sao ạ? Ở đây có mọi người làm chứng cho em nha. Làm chứng rồi đấy. Áo vàng áo xanh làm chứng cho em nha. Ok, anh sẽ thực hiện lời hứa mà đã gian dở với em. Dạ, hôm đấy em sẽ check in đăng lên cho mọi người biết là có đi ạ. Ok. À, nhiều quá. Đó, thật ra là mượn Ngân lên đây để cho bạn nói hết những gì bạn chưa nói cái này một năm thôi. Là bạn cái này còn thiếu một chầu ăn. Đúng, cái này mới mở đầu với chị. Dạ. Ai quen bốc phốt hết, anh có xét ha. Oh no. Anh nghĩ là anh... Còn ô xét nữa hả? Ờ, em nghĩ là em không có phốt gì cả. Thôi em bóp luôn đi em, đại hội bóp phốt mà. Dạ, nói chung thì cứ phải từ từ chị ạ. Không, em tự tin. Cô mà, cô gái này nắm giữ nhiều bí mật của nhóm mình quá. Thôi, em về em chuẩn bị tinh thần đi Thái Ngân à. Nhớ rủ bọn em đi cùng nha, để bọn em làm chứng. Nơi nào có em sẽ là nhà. Chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã lấy trước mắt anh đây là cả thế gian. Vũ trụ hoàn mỹ.